Thì bây giờ thí dụ như chị có trả lời em luôn chưa? Hay là không, ý là bây giờ thì đó, thì giống như mình có cần để mà giống như mình à, mình diễn bên ngoài vậy đó đúng không? Ừ. Thì bây giờ là mình đứng diễn mà. À đúng rồi, dạ, giờ em hỏi chị đi, chị cho là giúp giùm mấy chị đi. Nhà nhau với em. Nhà nhau. Nhưng mà hôm nay là bốn chị em đi, nhưng mà chỉ có hai chị đúng là rồi, đúng nói rồi. Thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị ở đối nhà nhà cũng đây bên kia. À vậy hả? Vui ha. Coi lâu lắm rồi nhưng mà nhát lắm, hầu như năm rồi luôn đó. Coi biết năm rồi luôn đó nhưng mà nhát quá, không dám lên cái sống sợ quá. Sợ nó lập bập ta cười. Thế được, còn hai chị thì là đi theo. Là đi theo. Chị này cũng lên kênh với em rồi nè. Đâu có. À, chưa chưa. Dạ chưa. Ô thế là bốn chị đây là đều vậy không hả? À cũng là vậy không đó. À, cũng độc thân vui vẻ. Đúng rồi, độc thân vui tính. Nhưng mà sao đi chung với nhau mà để hai người lạc lõng vậy? Thì hai chị sao? Thiệt tình lắm. Thiệt tình lắm. Chị cũng dân thành phố mà dân thiệt tình lắm. Rồi ok, thì bây giờ em đi vào đó xong rồi em gọi chị đi vào thì chị bước vào nha. À, dạ, nhưng mà trước khi đi vào xoay xoay cho em vào. Trời ơi. Dáng đẹp mà, dáng đẹp mà. Sao? Ôi em đi từ xa vô được rồi, em bắt chị xoay chị ngại quá. Xoay xoay ờ, đi từ xa chị xoay vô đi. Rồi. Nha. Chứ em còn... đi qua đây em, hả? Em đi qua đây. Đi bình thường đi em ơi, chứ xoay xoay trời ơi, giống người mỏng quá trời luôn, kỳ rồi, quá. Em mời chị vào. Dạ, mình xách giỏ vào luôn ha chị ha. Dạ đi vô ha. Dạ dạ đi vô đi. Cười đi nha chị. Rồi, em mời chị ngồi. Dạ. Dạ, thì Nguyên mình chào chị nha. Dạ, dạ chị chào Tình Nguyên. Dạ. À, cái lúc nãy là mình có tập dượt qua rồi đó. Dạ, nhưng mà không sao đó. Thì ai đến đây cũng vậy mà. Ai đến đây có cái gì không hiểu thì Nguyên cũng sẽ nói sơ qua để mình nắm bắt thêm cái thủ tục. Dạ, rồi bây giờ chị cho Tình Nguyên hay nào, hôm nay mình đến từ đâu hay chị ha? Cho chị chào khán giả nha. Trước chị chào Thành Nguyên nha. Dạ. Dạ, chị, dạ em chào anh chị cô bác cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Dạ. Dạ em đến từ thành phố, em tên Hạnh. Dạ. Chị Hạnh. Họ tên đầy đủ là gì hả chị Hạnh? Nguyễn Thị Hạnh. Nguyễn Thị Hạnh. Dạ. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Vâng. Rồi năm sinh của chị Hạnh là đang. Chị có như vậy nè. Năm sinh của chị là năm sinh 1970. Đó thì nhưng mà cái giấy tờ của chị là ngày xưa chị lên thành phố á. Cái thời đó chị còn mới 16 tuổi cho nên chị xin đi làm người ta không có nhận. Dạ. Chị mới nhờ cái giấy chứng minh của người chị. Ngày chị thứ hai thế thì cái thời đó thì mình vô được KT3 thì cũng giống như hộ khẩu vậy đó. Cái từ từ cái vô KT3 mình mới vô được hộ khẩu, mà thời đó vô hộ khẩu rất là khó. Thế thì từ đó cái giờ cứ lấy cái giấy của người chị mà làm giấy tờ mình luôn. Đó, yeah. Như vậy. Yeah. Nhưng mà chị là 1970. Là 1970 là tuổi thật. Đúng. Còn giấy tờ là 1966. Đúng rồi. Thì trong giấy tờ như vậy thì nó cũng không có quan trọng đâu. Dạ. Yeah, đúng. Cái tuổi thật. Dạ. 1970. Dạ, nhưng mà tính ra chị vẫn trẻ hơn so với tuổi. À, cảm ơn em. Thường thì có ai nói với chị vậy không? Cũng có nhiều người. Cũng có nhiều. Hôm nay thì em thấy chị đi cùng với ba chị khác nữa. Dạ đúng. Thì trong ba chị đó thì lúc nãy em có trò chuyện là ngoài chị ra nó còn thêm một chị nữa cũng đi kết nối ha. Đúng rồi. Vui ha. Vui. Dạ. Công việc của chị Hạnh hiện tại đang làm gì hết chị? Nói chung ra hồi trước thì chị làm nhưng mà hầu như là một năm nay rồi chị không, chị nghỉ làm rồi chị không có làm. Nhà chị thì nói chung chị cho thuê đó. Chị cũng một tháng cũng được 40. Cũng đó thì thành ra chị không còn, chị không có làm nữa. Có nghĩa là nhà nhiều quá thì ở cũng hết cho người ta thuê. Cũng nhiều quá không phải, nhưng mà mình làm phòng đó, nếu mà mình cho người ta thuê chứ không phải nhiều nhà nha. Tình trạng hôn nhân của chị Hạnh là như thế nào, chị cho thằng biết hay không? Chị với ông xã chị là chia tay 10 năm nè. 10 năm nay. Đúng rồi. Thế rồi trong khoảng thời gian đó thì chị có tìm hiểu thêm ai khác không? Không, chị nói thật em nghe nha, hầu như hồi trước là chị sống khép kín. Chị không có, nói chung là không quen ai mà cũng không đi ra bên ngoài. Cái từ khi mà cái dịch bệnh đó, có chị bị cái dạng Covid đó, chị bị nặng lắm. Chị nói nhiều được không em? Chị nói dạ, nó nguyên văn luôn ha.
Thế thì có chị có một người con trai thì nó mới vô nuôi chị, thì nói chung ra là nó cũng có hiếu, mà nó thật khi mà mình bệnh xuống rồi mình cảm thấy cô đơn lắm, mà mình rất cần có người bên mình. Con mình có hiếu nhưng mà thật ra nó chỉ giây phút nào thôi, chứ nhiều lúc ban đêm ban hôm nó cũng không có bên mình. Từ đó cho nên thử đầu chị năm nay chị mới nghĩ cái này. Chứ từ trước giờ mà nói chung mà ai mà nhìn chị, chứ nói chung chị cũng ngại, chị không dám. Đúng, thật sự là 10 năm không ai dám nhìn chị, mà chị cũng không dám nhìn ai. Đó là như vậy đó. Rồi giờ chị Hằng này qua tất cả là mấy người con? Chị có một người con trai là 24 tuổi. 24 tuổi. Cũng đi làm. Nhưng mà bây giờ đang ở với chị ha? À đúng rồi. Đây, khi mà chị Hằng đến với chương trình của em thì các con của chị cũng như người thân của chị có biết và ủng hộ chị không? À, dạ ủng hộ Nguyên. Con nó cũng nói thôi thì mẹ cứ, ví dụ mà mẹ có quen ai thì mẹ tìm hiểu đi. Được thì mẹ để mà an ủi mẹ, chứ còn nhiều lúc con cũng không có lúc nào cũng bên cạnh mẹ được hết rồi. Đúng, con trai nó lúc nào nó cũng có bạn đó mà. Nó vừa đi làm mà vừa có bạn đó, thành ra đúng mà thui thủi mình cảm thấy cô đơn quá. Vâng. Ngày hôm nay thì các chị đến từ thành viên thành từ Gò Vấp đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh. Mình xuất phát từ đó đi về Cần Thơ là lúc mấy giờ hả chị? Chị đi hồi lúc 3 rưỡi ạ. 3 giờ rưỡi sáng. À đúng rồi. Là mấy chị rủ nhau là đi từ lúc đó luôn. Đúng rồi. Thế mình mới thấy được cái sự nghiêm túc của các chị trong cái vấn đề này hay chị ha. Thì mình cũng chúc cho các chị sớm tìm được cái ý tưởng nhân như mình mong muốn. Cảm ơn em. Rồi chị Hành cho thành viên hỏi là chị cũng đã ghi hết thông tin vào cái bản cam kết của thành viên đã hết chị ha. Dạ đúng rồi. Cái vấn đề đó thì thành viên cũng đã nói cũng khá là nhiều rồi. Thành viên chị có nhắc thêm về cái phần là tất cả mọi người tham gia chương trình của Thành Nguyên á, là phải đi về Cần Thơ để ghi hình phỏng vấn thôi. Chứ Thành Nguyên không có làm qua điện thoại qua Zalo. Cho nên là quý vị nào mà thấy phiền thì cũng thông cảm với Thành Nguyên, bởi vì có một số cô chú anh chị mới vào sau đó cũng chưa biết được cái thủ tục nó như thế nào. Không, nói chung là chị thích cái kênh em là nói chung là người thật việc thật. Người thật việc thật luôn. Thì cái này nói chung nó quá rõ luôn đó. Thành ra thì thành ra từ trên đó mà chị xuống đây chị quay cho trên cảnh cũng nhiều em biết đúng không? Cũng gần đó. Quay từ ở nhà mình quay luôn cũng được. Nhưng mà nó tùy theo kinh thôi. Nhưng mà nói chung là chị thích cái kinh này em mà nói vậy. Thực ra thì chương trình của Thành Nguyên thì Thành Nguyên làm cái điều này tất cả là vì mọi người. Ai cũng chia sẻ thật lòng và Thành Nguyên xác minh danh tính như vậy thì đối phương của mình người ta sẽ yên tâm hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Không có bị nhầm. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ngày hôm nay chị Hành đến với chương trình của Thành Nguyên thì chị mong muốn bày tỏ như thế nào để cho các anh nè? Nói chung ra là chị cũng muốn tìm một nửa cho mình đó. Nhưng mà với mấy anh thì chị mong tìm được một người đạo đức, biết chăm lo gia đình. Đó. Nói chung là cũng đừng có nhậu nhiều. Đừng có nhậu nhiều. Đúng rồi, cũng có nhưng vẫn đồng ý. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đừng có nhiều. Biết thương yêu mình là được. Ngoài điểm đó ra thì còn gì nữa? Thì nghe có tâm á, đạo đức á, biết chăm lo gia đình là cái cuộc sống thì nói chung cũng trên đời này mình nói không thì cũng không được, nhưng cũng ổn định cuộc sống thì nó tốt hơn. Đó là nó vậy. Nói chung là theo anh thì đàn ông con trai thì cũng phải có công việc hết chị ha. Chứ bây giờ mà về mà mình nuôi mình lo nữa thì hơi thả ở vậy. Nói chung là cũng mình nói thí dụ mình nói thì được đó, nhưng mà thật đó nó không có thực tế. Đời này cái gì cũng phải có đi làm này kia nọ, cũng phải ổn định cuộc sống thì hạnh phúc nó mới bền. Đúng không? Đúng là nói như vậy. Nhưng mà không phải là mình đòi người đó phải giàu có mà để cung phụng mình thì không có. Nói chung là chị cũng ổn cuộc sống, ổn định cái kinh tế, ổn thôi chứ không có giàu. Nhưng mà nếu có người nào gặp thì người ta ổn định nữa thì nó tốt hơn. Chứ nói chung bình thường cái công việc thì cũng được rồi, làm ăn có đi làm cũng được rồi. Nói là vậy. Độ tuổi các anh thì chị Hạnh mong muốn từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Theo chị thì chị cũng không nghĩ từ bao nhiêu tới nhiêu đâu. Cho chị cái đó đi có nghĩa là cảm thấy hợp mà cảm thấy cân xứng với mình là được. Chứ không thành vấn đề. Đúng rồi, tuổi tác không thành vấn đề. Với lại mà cái người đó tốt là được. Chị nói quan điểm nhất ha là cái tâm tốt nha. Quan trọng là cái người đó phải có đạo đức, phải đúng có rồi. Tâm. Đúng rồi, đúng rồi. Để sau này mà kết nối thành công thì chị Hạnh tính
sẽ về bên anh hay là anh sẽ về bên chị hay sao? Nói chung ra là chị cảm thấy chị cũng dễ cái đó đó. Thế nhưng mà về bên anh cũng được hay là về bên chị cũng được. Tại vì chị cũng có nhà. Chị cũng ở bên hiện giờ chị cũng có nhà, chị cũng ở nhà. Mà nếu gần bên anh thì nó tiện lợi hơn thì cũng được. Nó là như vậy. Có cái vấn đề này thì rất là nhiều quý vị hỏi Thành Nguyên này. Là hỏi Thành Nguyên là sao Thành Nguyên không có hỏi các chị là có chịu về ngoài miền Trung, ngoài miền Bắc làm dâu không? Thì cái vấn đề đó chị nghĩ sao? Cái này chắc chị cũng nói là chị cũng thích là ở quê hương mình thôi. Nói chung là đúng rồi. Nếu anh đã thương thì anh vô anh sống chung cũng được, chứ chị không có phân biệt là người miền nào. Nhưng mà nếu mà nói về chị mà đi về đó sống thì chắc chị không đi được. Đó là nói vậy. Lúc nãy thì em trò chuyện với chị ở nước ngoài đó thì thấy chị cũng khá là hồi hộp và cũng lo lắng. Nhưng mà khi đi vào đề thì thấy chị cũng rất là bình tĩnh, rất là ok. Đó, chị thấy không? Tức là bình thường chứ có gì đâu đúng không? Đắn đo lâu lắm rồi, nhát lắm. Biết kinh Thành Nguyên lâu lắm rồi, biết các kinh lâu lắm, hồi năm rồi luôn đó, nhưng mà không dám đi. Nhát quá, nên sợ nhiều lúc mình nói sai này khi nọ thì cộng đồng thì đông rồi đúng không? Ta coi nhiều lúc ta quan hỷ thì không nói, không quan hỷ thì mình thấy cũng kỳ nữa. Thực ra cái vấn đề này đó thì Thành Nguyên nghĩ vậy này. Cái thứ nhất là thì hạnh phúc của mình thì mình chỉ tự mình lo được cho mình thôi. Chứ không có ai mà người ta nói vào người ta lo được cho mình hết cả cái gì. Cái thứ hai nữa là thiên hạ mà thì 9 người thì 10 ý, mình đâu có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được đâu. Nguyên nói gì đấy, chị nói cho nha. Có nhiều lúc giống như nhiều người ta nói sao chị bỏ phí 10 năm uổng vậy. Uổng rất là uổng. Nhưng mà thật ra cái lúc đó mình tự tin lắm. Có nghĩa là mình sống một mình cũng vẫn được đúng không? Mình không có muốn ràng buộc chuyện này chuyện kia cho nên mình. Nhưng mà khi mà sao thì chị nói cái chuyện đó, cái chuyện gì xảy ra chị cảm thấy có nhiều người ta nói năm 70 tuổi rồi lúc đó thôi hận không kịp. Có nghĩa là ta muốn tìm một người, một nửa cho mình đó thì tìm đâu được nữa. Nhưng mà lúc đó rất là cô đơn, có nghĩa là con nó không bao giờ nở với mình. Dẫu nó có tiền nó có cho mình thôi chứ nó không thể nở với mình, lúc đó rất là cô đơn. Thì bây giờ chị thấy nhiều người nói vậy cho nên chị chị đến chị gặp Nguyên để nhờ Nguyên cách nói cho chị. Không thì cái đó em nghĩ là đúng, bởi vì nhiều khi các chị đi chơi chung với nhau là một ngày thì vậy, nhưng mà khi mà đêm nó về đó đúng rồi. Thì nhiều khi mình đau ốm bệnh tật là một phần ha, nhiều khi mà mình buồn mà mình làm bạn với bốn bức tường nó cũng nó có nhiều lắm Nguyên ơi, có nhiều lúc hay là trong nhà nó bị hư hao cái này kia nọ, không có một người đàn ông. Rồi nhiều lúc chị làm, có nhiều lúc chị cũng tủi thân, chị cũng khóc nữa. Cho nên trời ơi sao cái chuyện này chuyện của đàn ông mà mình biết đâu mình làm. Mà có nhiều lúc có chuyện nhỏ nhặt mình kêu thợ người ta không đến làm. Thậm chí cái thí dụ ống nước nó hư hay kia nọ chị cũng phải tự đi làm. Rồi chị thấy chị tủi thân, hay là đi ra gặp người ta có người chở đi mua này mua kia hay đi chơi, tự nhiên mình một mình cảm thấy mình tủi thân ghê đó. Từ đó suy nghĩ mình hay vậy. Đây là suy nghĩ là mình cũng đâu có đến nỗi tệ đâu, mình nghĩ là chị không được đúng không chị? Cái đó thì cũng không dám nghĩ gì nha. Thì đó là Thành Nguyên nhận xét thôi, Thành Nguyên không nói là chị nói. Rồi thì những cái tâm tư, những cái chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hạnh đến từ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh thì Thành Nguyên đã ghi nhận đây hai chị ha. Nhận xét về chị Hạnh thì Thành Nguyên có một cái nhận xét nào vậy? Thành Nguyên thấy chị cũng rất là hòa đồng, cởi mở và lợi sợi đó. Nói chung là các anh nào mà kết nối với chị Hạnh thì Thành Nguyên nghĩ rằng là sẽ có một cái cuộc sống khá là vui, chứ cũng không đến nỗi buồn tẻ đâu. Rồi cái thứ hai nữa là tất cả các anh mà muốn kết nối với chị Hạnh thì chị cũng mong muốn các anh là cũng phải có công việc hay chị ha. Dạ đúng rồi. Độ tuổi thì chị cũng không có quan trọng gì. Cái đó thì chỉ là con số thôi chứ cũng không có nặng nề lắm hả chị? Đúng rồi. Quan trọng là ở các anh là cái đạo đức. Đúng rồi. Cái đạo đức thôi. Biết thương yêu vợ rồi là chăm lo cho gia đình là ok rồi hả chị? Dạ. Như vậy thì quá đơn giản. Dạ. Đơn giản gì chứ mà khó tìm ạ. Thì em cũng nói với chị Hạnh là phản sự là tùy duyên. Đúng. Nhưng mà trường hợp như mình mà không có đi tìm thì mình đâu có biết được cái duyên của mình nó nằm đâu. Đúng rồi. Nếu mà đóng cửa nhà hoài nói chung không có duyên mà tới với mình được, đúng không? Dạ, đúng. Ok chị Hạnh thì những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Những gì cần chia sẻ thì chị Hạnh cũng đã chia sẻ ha. Thì cuối chương trình thì chị Hạnh có điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho các anh vài điều cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên không?
Dạ thì nói chung là chị cuối chương trình rồi thì chị cũng xin chúc cũng như là anh chị cô bác cộng đồng mạng rồi được nhiều sức khỏe thôi. Dạ. Chứ ngoài ra chị cũng không biết nói gì. Dạ. Dạ. Thế rồi chị Hạnh có cái điều gì đó mà muốn nhắn nhủ cho những cái người nào mà muốn đứng trên đỉnh kết nối nhưng mà đang ngại ngùng thì chị có cái lời nào đó chia sẻ động viên mọi người không ạ? Thì nếu nói chung ra kêu lên đây thì nói chung rất là nhát. Yeah. Thì chị cũng nghĩ nếu mà người nào đang sống độc thân mà cảm thấy như mình muốn bước thêm bước nữa thì nên tự tin đi. Yeah. Đến đây đi ha. Yeah. Nó có nhiều cơ hội hơn. Right. Cho nên nói chung là chị cũng rất là nhát nhưng mà chị đến đây cũng cảm thấy nói chung cũng đỡ đó. Thì mọi người cũng vậy đi, đừng có sợ. Chính tôi là bản thân tôi là tôi nhát lắm luôn đó, nhưng mà hôm nay tôi ngồi tôi cảm thấy cũng đỡ đỡ đó. Thì thôi tự tin đi ha. Thì chị nhắn như vậy cho mọi người người ta tự tin hơn. Thì nhiều lúc người ta cũng nhát được sợ thì không dám lên. Cảm ơn những chia sẻ của chị Hạnh rất là nhiều. Dạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì chị Hạnh chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành trở theo cùng Thành Nguyên. Cũng như thường lệ quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông kế bên để không bỏ lỡ cái video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nhé quý vị. Rồi em cũng chúc cho chị Hạnh thật là nhiều sức khỏe và thành công cũng như là sớm tìm được cái trung nhân như mình mong muốn hả chị ha. Dạ. Dạ chị cũng cảm ơn Thành Nguyên, chị cũng chúc Thành Nguyên nha. Cũng được nhiều sức khỏe mà làm mỗi ngày thì mỗi tăng tiến hơn ha. Gặp nhiều được may mắn ha. Đấy. Em cũng chúc cho chị và mấy chị em khác về trên đường và sự bình an ha chị ha. Dạ dạ rồi cảm ơn em. Okay, chị. Để chắc là bây giờ chị đứng lên để cho em chụp tấm hình cho em làm cái hình đại diện ha. Để em tập đi máy lên để chụp cho chị tấm. Rồi, bây giờ quay cái mặt qua đây giùm em tí nào. Rồi, thay đổi cái thái độ các bạn. Đẹp rồi đó. Nhưng mà để em chụp được gần tấm. Rồi, quá đẹp. Rồi, ok.